always on my mind, all day, just all the time. You're everything to me, brightest star to let me see. You touch me in my dreams, we kiss in every scene. Chờ bầu tìm mua buông câu, anh qua
tiếng ca, con mắt liếc lại bằng ba đứng gần. Câu hát mời chầu Hà Nam quê ta, duyên dáng thiết tha, Phú Lý quê nhà. Câu dân ca có từ bao giờ mà để thương để nhớ, để đợi để chờ. Chờ bầu tiên mua buông câu, anh qua cầu Hồng Phú, Phú Lý ơi. Câu hát dân ca mà em vẫn hát, chầu này chầu tiếng chầu tình. Em còn son, anh cũng còn son, anh về thưa với mẹ cha, để đôi ta được làm con. Đôi ta cùng dậy đâu.
chúng tôi có thể chật nhưng tấm lòng thì luôn rộng mở bao la để đón tiếp toàn thể quý vị. Thế là xin được chúc cho gia đình hai nhà hai họ một mối tình thông gia gắn bó bền chặt keo sơn. Thế là xin được chúc cho đôi trẻ của chúng ta vợ chồng gắn kết một màu thủy chung, cũng như mừng lên bên gia đình chúng ta đã trồng cây chung và ăn quả chung. Hiện diện trở về với dân bản gia ghế với mâm sinh lễ đủ đầy của phía gia đình nhà trai, tuy đơn sơ nhưng cũng không kém phần long trọng. Vậy xin mời toàn thể quý vị gặp gỡ tiếng nói của vị trưởng đoàn phía gia đình nhà trai có ý kiến và lời cảm ơn cũng như giới thiệu thành viên, giới thiệu với những mâm sinh lễ mà gia đình đã mang đến tặng căn phòng của gia đình chúng ta. Trân trọng kính mời các cụ, cô, các bà cũng như bạn bè thân khách xa gần của hai gia đình của hai cháu. Đúng là hôm nay ngày này tháng tốt, hai cháu Quốc và cháu Quỳnh, các cháu đã yêu nhau và tìm hiểu nhau cũng đã lâu. Hôm nay đúng là bén duyên nên duyên chồng vợ. Giữa được sự nhất trí của hai gia đình, hôm nay gia đình họ nhà trai cũng như họ nhà gái kết hợp tổ chức lễ ăn hỏi hai cháu cũng như phong tục cổ truyền của các cụ xưa đã để lại. Họ nhà trai chúng tôi các thành phần gọi là cũng có đầy đủ các cụ công các bà rồi là bạn bè năm đứng xa gần đến để ăn hỏi với hai cháu. Thì gia đình họ nhà trai tôi cũng có tấm lễ nhỏ trước hết là để gia đình họ nhà gái ta là viên để báo cáo rằng các cụ rằng cháu Quỳnh đã lớn khôn và hôm nay đã ngày mai ngày mốt sẽ đi lấy chồng, rồi các cụ mừng, rồi sau thắp hương gia tiên thừa lộc giữa hai gia đình đã tổ chức lễ ăn hỏi hai cháu và xin thành cảm ơn và kính mời nhà gái đi nhận lễ. Đi tươi về tốt, đi một về hai và đi đủ về hoa. Và giờ phút này chúng tôi trân trọng kính mời lên sân khấu tiếng nói của vị trưởng đoàn phía gia đình nhà gái nên có ý kiến tiếp nhận những mâm sinh lễ đã hiện diện trở về. Trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa hai họ, hôm nay gia đình chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp và gia đình nhà trai nhà cháu Quốc ở Đông Trà có cơi dầu để vào kính cáo tổ tiên và xin ăn hỏi cháu Quỳnh. Thì nơi đầu tiên xin đại diện gia đình xin gửi tới quý vị đại biểu, các cụ công, các bà, quan viên hai họ và bạn bè của gia đình của các cháu lời chúc sức khỏe đầu xuân, hạnh phúc và thành đạt. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông, các bà, hôm nay là ngày lành tháng tốt. Thì qua một thời gian tìm hiểu, hai cháu đã được sự thống nhất của hai bên gia đình trông nom và giúp đỡ, cho nên là đến cái ngày hôm nay là cái ngày kết quả là các cháu sẽ linh duyên vợ chồng. Thì hôm nay là gia đình nhà trai là có cây dầu về đây để ăn hỏi cháu Quỳnh. Thì xin đại diện cho gia đình nhà gái xin trân trọng cảm ơn quý vị các quý vị đại biểu rồi bà con cô bác đã đến dự lễ ăn hỏi hôm nay của cháu Quỳnh hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn ý kiến tiếp nhận những mâm sinh lễ phía gia đình nhà trai mang đến tại căn phòng của gia đình chúng ta. Và để cho đủ đầy ý nghĩa hơn nữa thì xin trân trọng kính mời hai bác trưởng đoàn hiện diện lên trước sân khấu để với một cái bắt tay kết tình thông gia để cho gia đình. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Trong niềm hân hoan phấn khởi của gia đình, chúng tôi không thể quên cảm ơn người đã tiêm trầu cho môi thắm nắng, cho cau say tình, cho con thuyền cập bến bờ hạnh phúc, cho tình yêu mãi mãi tỏa hương. Và giờ phút này trân trọng kính mời hai bạn hiện diện lên sân khấu cùng với hai bác trưởng đoàn rất là quan trọng. Với cái bắt tay kết tình thông gia, hai bác sẽ nâng những mầm sinh lễ đầu tiên chuyển cho hai mẹ trao cho nhau và xin mời nhiếp ảnh gia lưu lại khoảnh khắc tuyệt vời này. Xin mời hai bên gia đình trình chung thật tuyệt vời để nhiếp ảnh gia lưu lại khoảnh khắc tuyệt vời này. Và xin mời ban lãnh đạo 100 gái nở trên môi một nụ cười rất trẻ rất xinh chuyển lễ vào phía trong nhà giúp cho gia đình chúng ta nước và mật ngọt và tưới cho tình yêu được tươi thắm tô điểm cho hương vị cuộc sống mai sau diêu hồng kết nghĩa cùng thề tình trao lòng thắm duyên về với nhau. Một tràng pháo tay nữa các vị ơi, chúc mừng cho nhân vật chính của chúng ta duyên đã về với nhau, trọn vẹn niềm vui ngập tràn hạnh phúc của hai mẹ đã là đấng sinh thành
xin dành cho tận chú rể và cô dâu. Xin mời quý vị cho một tràng pháo tay đi ạ. Chúc mừng nhé. Nụ cười nở trên môi của hai mẹ, nụ cười hoa cũng hết người. Và ngày quý tới chính là ngày chúc ấy của đời ta, cho những cánh chim bay khắp dải ngân hà, cho đứa bạn trẻ trở về nơi tổ ấm, niềm vui son sắc đời chờ, tháng năm mong đợi. Bây giờ là đây, lại một tràng pháo tay nữa quý vị ơi. Chúc mừng cho mẹ này đi ạ. Vâng, với mầm bánh phù thê lan lên tàng. Miếng trầu, miếng cao, ngày xưa, chữ tình, chữ duyên, ngày nay, kết chặt vào trăm năm tình đôi lứa, hai họ tình thông ra giờ khan khít, sẽ kết dây tơ hồng, đôi lứa nên vợ chồng, son sắc son môi duyên trầu cao, tình đáng. Duyên thắm duyên nồng, thiền đã sang sông, đậu bến huyền ương. Đình đáng, duyên tốt duyên lành, hạnh phúc trăm năm, không hề phai úa. Miếng trầu, miếng cau, ngày xưa, chữ tình, chữ duyên, ngày nay. Miếng trầu, miếng cau, ngày xưa, chữ tình, chữ duyên, ngày nay. Chơi nhà rằng mấy khi khách đến chơi nhà, rót lời hát xuân chen trà mời nhau, rót lời hát xuân chen trà mời nhau. Để anh ăn một miếng trầu dù rằng vẫn biết qua cầu gió bay. Ra em đừng hát hay, ra em đừng nền nã, đừng ngáo tứ thân, đừng khăn mó quạ, đừng hát câu người ơi người ở đừng về. Chót buông ánh mắt ngập ngừng để người dưng nhớ người dưng thế này. Ra miếng trầu đừng cay, ra chén trà đừng chát, ra người ngoan đừng hát thì dỗi hơi ai lại phải lòng để bây giờ. Ra ngõ ôm ấy trông ra ngõ mà trông. Khách đến chơi nhà rằng mấy khi khách đến chơi nhà, rót lời hát xuân chén trà mời nhau, rót lời hát xuân chén trà mời nhau. Để anh ăn một miếng trầu dù rằng vẫn biết qua cầu gió bay. Ra em đừng hát hay, ra em đừng nền nã, đừng ngáo tứ thân, đừng khăn mó quạ, đừng hát câu người ơi người ở đừng về. Chót buông ánh mắt ngập ngừng để người dưng nhớ người dưng thế này. Ra miếng trầu đừng cay, ra chén trà đừng chát, ra người ngoan đừng hát thì dỗi hơi ai lại phải lòng để bây giờ. Ra ngõ ôm ấy trông ra ngõ mà trông. Vâng, kính thưa quý vị, lời đầu tiên cho phép mình thở cùng với anh em trong ban nhạc Sắc Màu xin được thay tấm chân tình của gia đình nhà trai đỡ lời cho tiếng nói của chú rể Bảo Quốc, cũng như trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới chuyên nghiệp anh chị Thúy Khương trên mảnh đất quê hương Đông Trà thân yêu của ta. Anh nhiếp thời gian chân quý của mình trở về giữ trọn vẹn tiệc nách tiệc trà, và đặc biệt là hòa mình vào một bữa tiệc âm nhạc đong đầy những cung bậc cảm xúc trong buổi tối hôm nay. Không biết nói gì hết trước tấm chân tình của thầy quý vị dành nhiếp
thời gian thật tuyệt vời, thật chân quý và bằng bọc của mình trở về giữ trọn vẹn tiệc nước tiệc trà trong buổi tối hôm nay. Một lời kính chúc sức khỏe, kính chúc quý vị trong đêm nay có một bữa tiệc âm nhạc thưởng thức trọn vẹn, đong đầy những bậc cảm xúc bên những người thân yêu của mình. Và công tác với chương trình live show nhạc thật tuyệt vời, đong đầy những cung bậc cảm xúc và thành công trong bữa tiệc ngày hôm nay. Thiết kế, trang trí, âm thanh, mỹ thuật, trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới chuyên nghiệp anh chị Thúy Khương trên mảnh đất quê hương Đông Trà thân yêu ta. Victor Sang, Ngọc Điến, Victor Bát, Quang Tuyến và trống Đức Thường, Okan, Shaba Thinh Hắng và saxophone Mạnh Triều, xin được phép. Trân trọng cảm ơn rất là nhiều với bản hòa tấu và nhạc không lời rất là tuyệt vời mà anh em trong ban nhạc sắc màu vừa gửi tới tận tay quý vị. Và đặc biệt cảm ơn hơn nữa là sự hiện diện cũng như trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới chuyên nghiệp anh chị Thúy Hương. Và để mở đầu tiệc nhạc, một đêm live show nhạc thật tuyệt vời, đong đầy những cung bậc cảm xúc trong buổi tiệc nhạc này, xin mời tận tay quý vị sẽ cùng nâng chén nước trà xanh cho thắm tỉnh chú rể, cùng với miếng trầu cay để cùng đầu thắm má cô dâu và cùng hướng lên sân khấu chờ đón tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Anh. Xin được quý vị trở về với một bản tình ca rất là tuyệt vời của nhạc sĩ Đức Huy, ca khúc Yêu Em Dài Lâu. Một tràng vỗ tay thật lớn của tất cả quý vị. Chào một tay thật lớn của tất cả quý vị dành tặng tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Anh được không ạ? Vâng, xin được trân trọng cảm ơn rất là nhiều và chào một tay thật tuyệt vời, thật yêu thương của tất cả quý vị dành tặng tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Anh. Và ngay sau đây để quay trở về với không gian nhạc thật tuyệt vời và chúc mừng cho hai cháu, xin được nồng nàn chào mừng sân khấu với tiếng hát của chú Lâm làm người bạn của mẹ của chú rể, sẽ cùng đưa quý vị trở về với những món quà âm nhạc tiếp theo gửi tặng và chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Trở về hạnh phúc đây rồi, đâu phải ở trong mơ, anh sẽ bắt đầu bao kỷ niệm
máy bên nhau son sắt một tình yêu. Và ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng hướng lên sân khấu và chào mừng tiếng hát của nữ ca sĩ Hồng Yến sẽ cùng đưa quý vị trở về với mảnh đất miền Trung đầy nắng đầy gió qua một sáng tác của nhạc sĩ Duy Thái, ca khúc Một Khúc Dân Ca Một Câu Quan Họ. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe. Cảm ơn một lần nữa sự quay trở lại thật tuyệt vời của nữ ca sĩ Hồng Yến. Và đưa quý vị trở về với những giai điệu âm nhạc thật tuyệt vời, ngọt ngào cùng với những cung bậc cảm xúc trong buổi tối nay. Và kính thưa quý vị, trong buổi tối nay là một buổi tối thật thư thả của những ngày đầu xuân năm mới. Quý vị đang trở về chung vui với tiệc nước tiệc trà và đặc biệt là một bữa tiệc âm nhạc thật tuyệt vời thăng đầy những cung bậc cảm xúc trong nay. Hãy cùng trở về với bữa tiệc âm nhạc thật tuyệt vời trong nay. Sẽ được đưa quý vị trở về những cung bậc đặc biệt nhất trong năm nay với phần thể hiện của saxophone Mạnh Triều cùng với anh em trong ban nhạc Sắc Màu sẽ cùng đưa quý vị trở về với những giai điệu âm nhạc thật tuyệt vời trong hôm nay. Và ngay sau đây xin được đồng đàn chào mừng đến phía trước sự diện của nhạc công saxophone em Mạnh Triều cùng với anh em trong ban nhạc Sắc Màu. Xin một tràng pháo tay thật lớn của tất cả quý vị. Cảm ơn rất nhiều và những chào một tay thật tuyệt vời lần của từng quý vị. Ở dành cho con tiếng hát của saxophone em Mạnh Triều cùng với thể hiện rất là tuyệt vời của anh em trong ban nhạc Sắc Màu vừa đưa quý vị trở về với bản tình ca, bản hòa tấu rất là tuyệt vời của nhạc sĩ Trần Tiến Thanh, ca khúc Lâu Đài Tình Ái để quay trở về với không gian nhạc thật tuyệt vời đong đầy những cung bậc cảm xúc trong nay. Với tiếng hát của chú Thăng sẽ cùng quay trở về với những món quà âm nhạc tuyệt vời gửi tặng và chúc phúc trai cháu trong ngày cưới ngày hôm nay. Dịu dàng hạt lá đua nhẹ trên
bao khát khao, mặt vẫn đẹp vời vợi đằng đằng trời cao. Em mong manh tựa rừng cây thun rơi lá, gió chiều bồng chớn sao duyên mãi không nguôi. Người ơi đừng bao giờ khách xa, ngoài mây diệu kỳ là tình yêu chung. Cho bạc cho vàng, không bằng một nữa dành tặng tình cảm yêu thương cho chú Thằng. Một tràng một tay thật lớn nữa được không ạ? Rồi xin được trân trọng cảm ơn rất là nhiều về những tràng một tay thật tuyệt vời, thật nàn của quý vị. Sẽ cùng quay trở về và chúc mừng cho hai cháu trong ngày cưới ngày hôm nay với tiếng hát của cô Hồng Gấm. Sẽ cùng quay trở về gửi tặng đến quý vị những món quà âm nhạc tiếp theo và chúc mừng cho hai cháu. Một tràng một tay thật lớn để cho món cấu với tiếng hát của cô Hồng Gấm. Sẽ cùng trở về các vui. Một bờ đầm đơn sơ, chiếc đầu trẻ nhỏ bé nghiêng nghiêng một cành khế, ôi giếng nước quê hương, ôi giếng nước thân thương, nước hương trong xanh mát. Bao năm rồi xa cách, đọng mãi tâm hồn và những tràng vỗ tay thật tuyệt vời, rất là yêu thương của tất cả quý vị. Dành tặng cái tiếng hát của cô Gấm, một người thân yêu của gia đình đối thể. Vừa đưa quý vị trở về với hai món quà âm nhạc thật tuyệt vời, thật ý nghĩa. Xin được thay tấm chân tình của gia đình nhà trai, đặc biệt là để lời tiếng nói của chú rể, xin được kính chúc cô Gấm cùng với gia đình nhân dịp một xuân mới, một năm mới, gia đình thật bình an, vạn sự ý, đắc tài, đắc lộc, đắc công danh. Chúc trọng kính mời toàn thể quý vị sẽ cùng dành những tràng vỗ tay thật lớn, thật nồng nàn để chào mừng lên sân khấu với tiếng hát của chú Lâm, là một người bạn hiếu cùng với gia đình của nó rể, là những người hàng xóm cùng với gia đình rể. Sẽ cùng quay trở về và chúc mừng cho đôi bạn trẻ trong ngày cưới ngày hôm nay. Buông chi hôm nay đi bên em giữa lòng thành phố yêu thương, ngày mai anh lên đường, ngày mai em ra chiến trường, gửi lại em yêu dấu quốc quang trời dù mình không và trong xanh.
Vâng, xin được trân trọng cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và xin được trân trọng cảm ơn rất là nhiều với tiếng hát của anh Lâm. Vâng, thưa quý vị, trở về hai món quà âm nhạc cũng rất là tuyệt vời, rất là thành công trong bữa tiệc âm nhạc trong nay. Xin mời toàn thể quý vị sẽ cùng hướng lên sân khấu và chào mừng sự quay trở lại thật tuyệt vời một lần nữa của nữ ca sĩ Hoàng Anh. Rất là nhiều với phần thể hiện thật tuyệt vời của ban nhạc sắc màu cùng với sự quay trở lại thật tuyệt vời của nữ ca sĩ Hoàng Anh. Vừa đưa quý vị trở về với những giai điệu âm nhạc chất liệu tango thật tuyệt vời qua một tình khúc của nhạc sĩ Lam Phương thật ngọt ngào trữ tình và đầy sâu nắng thật cháy bỏng để chúc mừng cho đôi bạn trẻ trong nay với tiếng hát của cô Ánh Dương, một tiếng hát nhận được rất là nhiều những lời yêu cầu trong nay mà ban tổ chức để dành suốt từ đầu đến giờ. Sẽ cùng quay trở về và chúc mừng cho đôi bạn trẻ trong nay một tràng một tay thật lớn để cho một sân khấu với tiếng hát của cô Ánh Dương sẽ cùng trở về các bạn. Công chị nhỏ của tôi. Oh.
tuyệt vời, một không khí vui nhộn của đất nước đổi mới với một sáng tác của nhạc sĩ Văn Đặng Hoa, Tàu Anh Qua Núi. Và xin thay tấm chân tình của gia đình, xin được cả kính chúc cô Thư Hương cùng với gia đình một mùa xuân mới, một năm mới thật vui tươi, gia đình ngập tràn những niềm vui, niềm hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Kính thưa quý vị, quay trở về với không gian đẹp tuyệt vời trong buổi tối ngày hôm nay, một tiếng hát cũng được đích thân mẹ của chú rể yêu cầu trong buổi tối hôm nay, với tiếng hát yêu cầu của cô chú Ngự Thanh, đó là tiếng hát của cô Lượt sẽ cùng quay trở về cùng với những món quà nhạc thật tuyệt vời đăng ký suốt từ đầu chương trình giờ được. Quê tôi như thùa nào, tháng ngày đời dèo nheo, con chim kêu chiều chiều nghe vời vời hát về làng quê yêu dấu qua một sáng tác rất là tuyệt vời của nhà thơ Lan Phương, ca khúc Hai Quê. Được rồi, vâng, nhà thơ Sơn Lam lại có thơ rằng quê hương là rìa mẹ mà cô giáo bảo phải yêu thương, quê hương là chùm khế ngọt để rồi cho con trèo hái mỗi ngày. Và kính thưa quý vị, trong chương trình Lay Sâm Nhạc chúc phúc cho đời bạn trẻ trong nay được cảm nhận những suy vị hạnh phúc, đặc biệt là những cung bậc cảm xúc trải qua rất là nhiều với một chương trình Lay Sâm Nhạc lắng đọng và rất là nhiều những cung bậc cảm xúc. Và đặc biệt nữa, ban tổ chức cũng như đại gia đình nhà trai và tiếng nói của đấu rể được cảm nhận sự yêu thương, sự chân quý của tất cả quý vị dành những tấm chân tình để rồi về dự trọn vẹn chương trình Lay Sâm Nhạc chúc phúc cho đời bạn trẻ trong nay. Không biết nói gì hết, một nữa chỉ biết trân trọng gửi tới tất cả quý vị hiện diện và có mặt trở về với chương trình Lay Sâm Nhạc này một lời kính chúc sức khỏe, một lời cảm ơn chân thành nhất, kính chúc quý vị trong hôm nay có những giấc mơ thật tuyệt vời, ngọt ngào để dành tặng những tình cảm yêu thương chúc mừng cho đứa bạn trẻ trong chương trình đại lễ thành hôn của đứa bạn trẻ trong ngày mai. Một lần nữa thay lời cho những người làm chương trình này cũng như anh em trong ban nhạc hạnh phúc, không biết nói gì hết, chỉ biết trân trọng gửi tới quý vị lời kính chúc sức khỏe, kính chúc quý vị trong hôm nay có những giấc mơ ngọt ngào bên những người thân yêu của mình. Một lần xin được cảm ơn và cảm ơn rất nhiều.
sang thế lên kiệu vàng theo chàng về dinh. Ôi mọi người cùng vui, ôi chúc mừng tân hôn, mong tình yêu bền lâu, mơ duyên tình trăm năm, cầu cho sáng tâm hòa hiệp trọn đời loan phúc hoa lên. Thank you.
xanh vàng tím đẹp làm sao bướm bay chập chờn, đàn chim non véo von ngọn tre khăn màu son áo màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hai công tay dù hồng, lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Sáng hôm nay quê tôi ra xem, cô dâu con y chang mỹ miều, cô dâu non dung nhan mặn mà. Chàng nhà ai có ông rể quý, chàng cô dâu vẫn chuẩn bị chính thức lên vợ thành chồng. Hai bên gia đình đi đâu nên bà, hai con hạnh phúc, cả nhà đều vui. Và trên quê ta thì bao giờ cũng thế, xin mời xây miếng chồng cao thắp đồng, nước chén trà xanh thắp tình cô dâu và chú rể, rộn ràng thông xóm ngoài nàng. Nhạc rất đẹp phận, tơ hồng trời đang xe. Vâng thưa quý vị khi bên, chỉ còn ít phút nữa là người mẹ chồng sẽ được nắm chặt tay người con, dâu hiền, dâu thảo, dâu ngoan, đón dâu về là thỏa mong ngày trong mong. Chính thức bắt đầu! Chúng ta đã cảm nhận được một bầu không khí rất là yêu thương để tổ chức chương trình đăng quang hạnh phúc cho Ngọc Quỳnh cùng với Bảo Quốc. Vâng thưa quý vị kính mến, Ngọc Quỳnh và Bảo Quốc đăng quang hạnh phúc với sự chứng kiến và chúc phúc của toàn thể quý vị. Và giờ phút này chúng ta lại được cảm nhận một bầu không khí rất là tuyệt vời. Mùa xuân đến để đôi đứa tìm về yêu thương, mùa đông đồng quyền với cao, tơ hồng diệt lụa trước sau màn đồng. Giây phút đăng quang cho hạnh phúc của Ngọc Quỳnh cùng với Bảo Quốc ngay giờ phút này đây, thì chúng tôi trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng gặp gỡ với phi trường đoàn phía gia đình nhà trai có ý kiến xin dâu. Trân trọng kính mời các cụ, các ông, các bà cũng như cô dì chú bác và bạn bè lắm giữ xa gần của hai gia đình và của hai cháu. Hôm nay đúng là ngày này tháng tốt, hai cháu Quốc và cháu Quỳnh đấy, yêu nhau đã lâu và hôm nay đã chính thức liên duyên chồng vợ, được sự nhất trí và bàn bạc thống nhất của hai gia đình. Hôm nay trước hết là gia đình họ nhà trai chúng tôi cũng có một tấm lễ nhỏ, là tấm lễ xin râu. Sau lễ xin râu nữa thì là đúng là trong năm thì chọn lấy một ngày thì chọn lấy giờ lành một lát nữa thôi. Bác bà, tôi trưởng đoàn của nhà trai xin phép các cụ, các ông, các bà cũng như cô dì chú bác họ nhà cái cho phép họ nhà trai chúng tôi là đón dâu, đón cháu Quỳnh về làm vợ cháu Quốc và làm dâu con trong gia đình cũng như giàu thử chúng tôi. Sau khi đón dâu thì trong ngày vui của hai cháu đấy, trước hết chân tình cảm ơn đấy, sự đón tiếp của gia đình họ nhà gái. Và trong ngày vui của hai gia đình đấy, của hai cháu, thế mà cho gia đình cũng xin trân trọng kính mời tất cả các cụ, ông, các bà trở về với tân phòng cưới của gia đình họ nhà trai, chơi trồng uống nước và dự lễ thành hôn của hai cháu và chúc phúc hai cháu. Để cho ban tổ chức tôi rất hân hạnh được thay tiếng nói cho gia đình nhà gái vâng tiếp nhận ý kiến xin dâu này. Vậy thì phút này xin mời hai mẹ hiện diện trở lên sân khấu để trao cho nhau mâm xin lễ xin dâu. Ngày hôm nay anh đã ở đây bước bên cạnh em, cầm tay em giữa lời hát vang mừng ta hạnh phúc. Lòng vui lắm em biết không em, hôm nay anh đã là chú rể, được yêu em và được em yêu còn gì vui bằng. Nhiều năm qua anh đã ước ao có ai kề bên,
cùng chia nhau ngọt bùi đắng cay buồn vui cuộc sống. Và em đến như nắng lung linh, em đã cho tim anh rung động, em xua tan những ngày buồn chán cô đơn của anh. Ngày hôm nay anh là chú rể sẽ đeo cho em chiếc nhẫn chân thành, ước mong rằng hai chúng ta không thể xa cách. Hãy cho anh những ngày hạnh phúc và những đứa nhóc bé à nói cười dưới ngôi nhà nhỏ xinh của hai chúng ta. Ngày hôm nay anh là chú rể kéo đôi môi ấm áp em cười. Quý vị, cùng chúng tôi đến với phần trao nón. Xin mời hai mẹ nhận diện lên sân khấu, cùng nhau siết chặt quai thờ hồng, biểu tượng sự gắn bó bền chặt mặn mà thủy chung. Chiếc nón là biểu tượng che cho biết bao đôi trai gái liên duyên tình chồng và nghĩa vợ. Quý vị ơi, cảm ơn những tràng pháo tay tuyệt vời của toàn thể quý vị. Thì cha mẹ của cô dâu có quà trao tặng cho hai con trong ngày vui trọng đại hôm nay. Quà của hai cha mẹ bằng dây chung bấy năm nay trao tặng hai con của mình Lâm Lên Tảng cho em gây dựng cuộc sống mới. Vâng, cảm ơn những tràng pháo tay tuyệt vời của toàn thể quý vị. Vui con đi về trốn nhà chồng, tuy rằng thoải mái như nơi nhà mình, nhưng vì gánh nặng mưu sinh lại lo chăm sóc gia đình chồng con, mấy điều phải nhớ nghe con. Mẹ chồng cũng giống mẹ ta, anh em nhà chồng cũng chính là người thân. Nữa mai cuộc sống gian truân, vợ chồng càng phải đồng lòng vượt qua. Đôi lúc nếu có giận hờn, con đừng cáu gắt nói ra nặng lời. Tam tòng tứ đức con ơi, nữ công giá chính muôn đời chồng yêu. Con ơi đi dạ về thưa, hỏi chào lễ phép cho vừa về trên, thông gia vui vẻ mà dễ hiền dỗ ngoan. Đó là lời thơ của mẹ của cô dâu suốt đêm qua vắt tay lên trán và suy nghĩ. Hôm nay chuyển từ ban tới tôi đáp hộ, cho một tràng tay thân tâm nhiệt chúc mừng những món quà của mẹ thân xin được cô dâu ạ. Cảm ơn tràng pháo tay tuyệt vời của toàn thể quý vị. Ngày hôm nay mẹ đón em về có được dâu hiền dễ thảo với tấm lòng son sắt. Trân trọng cảm ơn món quà của cha mẹ của cô dâu dành tặng cho con trong ngày vui trọng đại này. Xin mời cha mẹ chuẩn bị bàn tay chữ để con cháu tiệc đón tiếp. Và giờ phút này chúng tôi mời lên sân khấu với món quà của anh trai chị Thảo, món quà trao tặng cho em trong ngày vui trọng đại hôm nay. Lời ca tiếng hát rộn ràng, chúc cho chị vượt non xuống bầy, trà xanh thúc lá hương bay, năm đôi bạn đẹp này kết duyên. Rồi những tràng pháo tay thật dài, cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Nhân dịp ngày vui hôm nay, nhân dịp hạnh phúc của cô dâu và chú rể, cho phép ban của chúng tôi kính chúc cho cô dâu chú rể cùng toàn thể quý vị gia đình hạnh phúc, đa tài, đa lộc, đa phú quý. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Sau món quà của anh chị Hảo, chúng tôi mời lên sân khấu với món quà của chị Duân có món quà để trao tặng cho cháu trong ngày vui trọng đại hôm nay ạ. Trầu quyền với cao, tơ hồng diệt lụa trước son mặt đồng, để rồi một màu tím thủy chung, màu ân ái, màu thắm đượm, màu hạnh phúc. Chúc tương lai cho em với món quà của dì ruột. Xin mời quý vị nổ tràng pháo tay chúc mừng món quà của dì đi ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Chúng tôi với tất cả những món quà vô cùng ý nghĩa và rất là trân trọng đã được trao thành công và tốt đẹp. Giờ phút này xin mời gia đình nhà cái thân yêu của chúng ta hiện diện lên sân khấu để chụp một tấm hình đại gia đình cùng với cô dâu cùng chú rể hôm nay. Xin mời cũng như bạn bè thân thiết, cũng như anh chị em, các cô, các chú, các bác của phía gia đình chúng ta cũng nhanh nhẹn hiện diện trên sân khấu còn vài phút đồng hồ nữa, đủ thời gian để cho gia đình chúng ta chụp hình cùng cô dâu vui trọng đại hôm nay ạ. Dự đón dâu hiền dễ thảo trở về hôn trực cưới của gia đình nhà trai, ban tổ chức tôi xin kính chúc cho gia đình hai nhà hai họ lên đường thương độ bình an. Xin được kính chúc cho đại lễ thành hôn diễn ra tại khán phòng của gia đình nhà trai được diễn ra thành công và tốt đẹp. Chương trình Đại Lễ Vô Quy được diễn ra thành công và tốt đẹp dưới sự chứng kiến của toàn thể quý vị. Xin mạn phép đã lời cho gia đình nhà gái kính chúc cho toàn thể quý vị một ngày hôm nay thật vui tươi và thoải mái. Thuyền em đi trên sông trăng sáng, cưới nhau về ta rước hồi vui. Trên sông dài thuyền hoa răng, bao cô nàng
vào ánh sáng hồng tươi những đèn hoa với áo màu xanh ngát hồn ta. Thuyền em trôi vào đêm vui. Ơi, ơi, hò quan hơi hò quan, tiếng ngát em vang cả dòng sông. Dòng sông xanh xanh lên tình người, dòng sông xanh xanh lên ước mơ. Thuyền em trôi về bên mới, bên yên lành xuôi mái chèo bơi, bên thanh bình ta sống thật thơ. Làng quê ta đêm nay vui quá, rước em về trên chiếc thuyền hoa. Chân mang giày đầu che khăn, đôi môi hồng miệng cười tươi tắn. Chợ quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng vui. Rước em về cho bến nghỉ ngơi, thuyền hoa ơi dừng đây vào ánh sáng hồng đưa những đèn hoa với áo màu xanh ngát hồn ta. Thuyền em trôi vào đêm vui. Ơi, ơi, hò quan hơi hò quan, tiếng hát em vang cả dòng sông. Dòng sông xanh xanh lên tình người, dòng sông xanh xanh lên ước mơ. Thuyền em trôi về bên mới, bên yên lành xuôi mái chèo bơi, bên thanh bình ta sống thành thơ. Làng quê ta đêm nay vui quá, rước em về trên chiếc thuyền hoa. Chân mang giày đầu che khăn, đôi môi hồng miệng cười tươi tắn. Chợ quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng vui. Rước em về cho bến nghỉ ngơi, thuyền hoa ơi dừng đây thôi. Chợ quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng vui. Rước em về cho bến nghỉ ngơi, thuyền hoa ơi dừng đây các anh chị cùng với bạn bè nam tiếc gần xa kính mến. Đặc biệt nữa là sự hiện diện vô giá ngàn vàng của đoàn đại biểu đến từ gia đình nhà gái trên mảnh đất quê hương Đông Trung thân yêu. Một lời kính chúc sức khỏe, một lời chúc mừng nhân dịp năm mới, năm Nhâm Dần 2022 gia đình thật bình an, vạn sự như ý. Lời chào, lời kính chúc sức khỏe nồng nhiệt nhất. Để sự yêu nhau tháng tiền năm chờ, niềm vui hạnh phúc bây giờ ở đây. Để sự ngày hôm nay chính thức ngày lành tháng tốt,
anh đến đây về hợp của hồi môn. Tình yêu của đôi bạn trẻ đã chính thức đâm hoa và kết trái. Chồng có bước đường lao động, học tập, thế rồi lại tìm hiểu và công tác. Tình yêu của đôi bạn trẻ đã chính thức đầy đầu và phát sinh. Hỏi nhau qua những đêm trăng tỏ, được sự vun đắp của đôi bên gia đình, đặc biệt sự đồng thuận, công nhận và trao giấy kết duyên của chính quyền địa phương xã Đông Trà cùng với xã Đông Trung trao giấy kết duyên cho bạn trẻ nên vợ chồng chính thức vào năm đây. Ai chấp cánh cho chim bay về tổ, thế rồi anh này mở đường cho tuổi trẻ gặp nhau. Chim câu tung cánh răng chưa hỉ, hạnh phúc đôi ta hạnh phúc nhà. Và chiều nay tại tập thất nhà, gia đình đón khách gần khách xa về đây sum họp một nhà, mừng cho nó rể thuận hòa trong năm. Và kính thưa quý vị, trong buổi chiều nay là buổi chiều thật tuyệt vời, đông đầy những cung bậc cảm xúc và ý nghĩa. Và giờ này xin mời cô dâu chú rể hai em sẽ cùng đứng dậy nở một nụ cười như hoa của mùa xuân, cúi chào cảm ơn và ra mắt quan viên tám họ đình. Và giờ này ban tổ chức trịnh trọng tuyên bố đại lễ thành hôn của hai em. Xin được bắt đầu. Cảm ơn rất là nhiều bản hòa tấu thật tuyệt vời của ban nhạc sắc màu và cảm ơn rất là nhiều với sự diện và ra mắt của hai em. Và đặc biệt nữa, được xin được trân trọng cảm ơn với phần thiết kế trang trí âm thanh rất là nồng nấy và hoành tráng của trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới chuyên nghiệp anh chị Thúy Hương trên mảnh đất quê hương thân yêu của ta. Và kính thưa quý vị, để rồi nhạc đã đổi, đàn đã reo, làm cho ngày cưới thêm phần đông vui. Mấy khi thì khách đến trước nhà đốt than quả nứt để rồi pha trà, gia đình xin mời người rơi. Để rồi ai đem rắc bướm liên hoa, rắc bèo rục giếng, rắc tạp vào nàng. Để rồi ai đem nhổm nát trổ vàng, cho chàng trung thủy, cho nàng lại thủy chung. Và để cảm ơn sự diện của tiểu quý vị và mở đầu chương trình đại lễ thành hôn của đôi bạn trẻ trong buổi chiều nay, xin mời tiểu quý vị sẽ cùng nâng chén nước trà xanh cho thắm tỉnh chú rể cùng với miếng trổ cay để cùng đỏ thắm má cô dâu và dành một tràng vỗ tay thật lớn từ đồng nàn cho mở sân khấu với tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Anh sẽ đưa quý vị trở về với một món quà âm nhạc rất là tuyệt vời, ngọt ngào và đầy sâu nắng, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy và Tôi Cũng Yêu Em. Xin một tràng vỗ tay thật lớn của tiểu quý vị. Cuốn chuyện hay tiếng chim hót đầu ngày và yêu biển vắng. Tôi yêu ly cà phê buổi sáng, con đường ngập lá vàng. Tôi yêu hương vị Tết ngày xưa, mái tranh với hàng dừa và yêu trẻ thơ. Bữa cơm canh cà và điếu thuốc, giấc ngủ không mộng mì và tôi cũng. Cùng hướng về sân khấu chính của gia đình và đặc biệt nông nan chào mừng sân khấu với sự diện của đôi tân nương tân nhất sẽ chính thức hiện diện để chính thức làm thủ tục trao nhẫn cưới và đặc biệt là đón nhận những món quà kỷ vật thật tuyệt vời, thật thiêng liêng của đại gia đình chú rể. Một tình cảm thật tuyệt vời, thật thiêng liêng của đôi bạn trẻ trong ngày cưới ngày hôm nay đó là giây phút mà cô dâu và chú rể và tình yêu em gửi cho anh, tình yêu ta gửi cho nhau sống đến đầu bạc răng long. Một tràng tay thật lớn của tất cả tiểu vệ dâng tặng và chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Xin được chào cảm ơn rất nhiều với sự diện của Studio Đinh Huyền và xin được cảm ơn hai em. Bây giờ xin mời hai em một nắng này để đón nhận những món quà kỷ vật của đại gia đình quý thể.
Kính thưa quý vị, những tình cảm thật tuyệt vời, chan chứa yêu thương để ngày vui trọn vẹn của hai cháu được ông bà nội. Món quà thật tuyệt vời dành tặng và chúc phúc cho hai cháu trong ngày cưới ngày hôm nay. Xin mời món quà âm nhạc tiếp theo với sự diện của bà ngoại sẽ cùng tặng quà để đại diện cho hai ông bà tặng quà và chúc phúc cho hai con ạ. Xin mời hai bên gia đình ông bà nội và ông bà ngoại ta cùng bà ngoại cùng với hai ông bà nội ta cùng ngắt xích vào cháu một chút được không ạ? Xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều với sự diện của ông bà nội cùng với bà ngoại đại diện cho hai ông bà. Thanh sẽ cùng hiện diện để tặng quà và chúc phúc cho hai con cùng với sự diện của em trai của chú rể sẽ cùng hiện diện để chụp ảnh lưu niệm cùng với đại gia đình nhà mình ạ. Kính thưa quý vị, trong ngày cưới trọn vẹn của đôi bạn trẻ ngày hôm nay, đó là tình cảm yêu thương đến từ song thân sinh thành ra chú rể, có món quà kỷ vật dành tặng và chúc phúc cho hai con. Bố sẽ tặng con trai. Xin mời món quà của bố sẽ tặng con trai. Rất là tuyệt vời và yêu thương. Xin được trân trọng cảm ơn bố mẹ rất là nhiều tình cảm thương. Và giờ là xin mời em trai của chú rể ạ, chúng ta cùng hiện diện để tặng quà để chụp ảnh lưu niệm gia đình ạ. Em trai của chú rể với những tình cảm yêu thương cũng tặng quà. Quý vị đã cùng chứng kiến những hình ảnh thật tuyệt vời, thật đẹp của đại gia đình của chú rể. Một hình ảnh thật viên mãn trong ngày cưới trọn vẹn của hai em. Đến từ dì chú của chú rể, đó là dì Hằng cùng với chú Thắng sẽ cùng hiện diện tặng quà và chúc phúc cho hai cháu. Dành tặng tình cảm yêu thương để chúc mừng cho đôi bạn trẻ trong ngày cưới này. Xin được trân trọng thay tấm chân tình, một đã xin được trân trọng cảm ơn gia đình của dì chú Hằng Thắm. Và kính thưa quý vị, giờ phút này xin được trân trọng kính mời chú rể Bảo Quốc sẽ cùng hiện diện xuống dưới để đón cô dâu sinh xuống bàn ghế trang trọng nhất. Và xin mời cô dâu rể chúng ta cùng hiện diện để chính thức thực hiện nghi lễ cắt bánh và rót rượu xung quanh ạ. Kính thưa quý vị, giờ này thì xin mời hai em chúng ta cùng hiện diện để chính thức thực hiện nghi lễ cắt bánh và rót rượu xung quanh trong ngày cưới ngày hôm nay. Yêu của chú rể, bố thân yêu của cô dâu ạ. Xin mời bác trai bố thân yêu của cô dâu ạ. Kính thưa quý vị, như vậy là chính thức thắt quần hạnh phúc. Rượu xung quanh đã chính thức tuôn chảy như minh chứng thật tuyệt vời, thật ý nghĩa cho hai bên gia đình để chúc mừng hạnh phúc đôi cha hai con trong ngày cưới ngày hôm nay. Dạ vâng, kính thưa quý vị, giờ này thì xin đến đây với chú rể với tình cảm thật tuyệt vời, thật yêu thương dành tặng tình cảm thật tuyệt vời đó để dành tặng và chúc phúc cho bạn trẻ. Xin mời chú rể sang cùng rót vào 6 ly rượu hạnh phúc để trân trọng được kính mời hai bên gia đình. Những hình ảnh thật tuyệt vời, thật lung linh hoàn hảo như là minh chứng cho một tình tương gia bền chặt gắn bó. Cô dâu sẽ mời bố mẹ thân yêu của chú rể. Xin mời chú rể và cô dâu ta cùng uống được hai ly rượu phúc ạ. Và kính thưa quý vị, trước hết xin được trân trọng kính mời hai bên gia đình ta cùng đứng gần sát vào với nhau chúc mừng hạnh phúc. Một chào thật là quý vị. Xin mời hai bên gia đình lăng ly và xin mời cô dâu chú rể cùng uống chén rượu sa môi. Rất là tuyệt vời. Xin mời hai bên gia đình dành nhau cái bắt tay thật lòng hậu nhất để minh chứng tình thương gia bên chặt gắn bó và keo sơn. Xin mời hai bên gia đình cùng lắng lại để chụp ảnh lưu niệm ạ. Xin một lời trân trọng cảm ơn rất nhiều với những vị đại biểu quyền lực nhất trong ngày cưới của đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Và xin mời hai em cùng tiến đến tầng bánh hạnh phúc để cắt bánh xung quanh
Đây là những thông tin và kiểu ấn tượng nhất của đôi bạn trẻ để chúc mừng cho đôi bạn trẻ trong ngày cưới ngày hôm nay. Thật sự anh em sắc cuối tiền hoa, sắc đỏ sực sự để rời tóc ta và nàng. Thật sự anh em nhập đá trổ vàng, được cảm nhận những tinh thần cảm xúc thật tuyệt vời, thật ý nghĩa để chúc mừng cho đôi bạn trẻ trong ngày cưới ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị đã vừa trải qua những cung bậc cảm xúc, những ngày thật tuyệt vời, thật đẹp. Đó là giây phút mà hai em chính thức trao chiếc cưới thứ nhất của đời, cũng như đón nhận những món quà, những kỷ vật đến từ đại gia đình của đứa rể. Đó là món quà ý nghĩa đến từ ông bà nội, ông bà ngoại, cũng như song thân sinh thành ra chú rể, cũng như là em trai, và đặc biệt là những món quà thật tuyệt vời ý nghĩa đến từ dì chú Hằng Thắng gửi tặng và chúc phúc cho đôi bạn trẻ, cũng như giây phút thật tuyệt vời đến từ khán phòng cưới của gia đình nhà gái với một người thân yêu của đại gia đình của cô dâu, với tiếng hát của thím Thúy là thím của cô dâu sẽ cùng quay trở về với những món quà âm nhạc tuyệt vời dành tặng và chúc phúc cho hai cháu. Xin một tràng vỗ tay thật lớn, thật nồng nàn cho một sân khấu với tiếng hát của thím Thúy sẽ cùng trở về các vui. Quan viên bốn họ và bạn bè của hai cháu lời kính chúc sức khỏe, chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho hai cháu và chúc cho tình thông gia của hai bên gia đình mãi mãi bền chặt. Và để mừng hạnh phúc cho hai cháu, tôi xin gửi tới hội cưới bài hát Chín Bậc Tình Yêu. Chín bậc núi dương, chín bậc nghiêng nghiêng, tuổi ấu thơ ta lớn lên ở đó, cây muống xanh quả vô quân chín đỏ, đầu cầu thang môi đón mẹ về. Gửi tặng tới một người thân yêu của gia đình cô dâu. Vâng, thưa quý vị, trở về với một ca khúc rất là tuyệt vời, rất là ý nghĩa của nhạc sĩ An Thuyên, ca khúc Chín Bậc Tình Yêu. Và ngay sau đây, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời lên sân khấu sự diện phía trước sân khấu món quà ý nghĩa đến từ em Diệu, là em nhà chú ruột của chú rể, sẽ gửi tặng tới thân thể quý vị những tình cảm yêu thương, cũng như trao cho em những món quà ý nghĩa thật tuyệt vời trong ngày cưới này. Xin được nồng nàn chào mừng phía trước món quà ý nghĩa đến từ em Diệu, tặng quà và chúc phúc cho hai anh chị. Xin một cháu thật lớn để cảm ơn tình cảm đến từ em Diệu, em nhà chú giật của chú rể ạ. Xin em Diệu lắng lại và chụp ảnh lưu niệm cùng hai anh chị, tặng quà và chúc phúc cho hai anh chị. Và xin được một nữa cảm ơn sự hiện diện của đôi bạn trẻ rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, trong ngày cưới trọn vẹn của đôi bạn trẻ trong ngày cưới ngày hôm nay, kính thưa quý vị, có sự công tác rất là chuyên nghiệp của trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới anh chị vâng Thúy Hương, cũng như sự hiện diện của ban nhạc Sắc Màu, một trong những ban nhạc rất là tuyệt vời và nổi tiếng trên mảnh đất quê hương Tiền Hải thân yêu của ta, và hướng về phía trung tâm tiệc cưới của gia đình chào đón với một ca khúc rất là tuyệt vời Vùng Trời Bình Yên, với sự hiện diện của saxophone Mạnh Triều, cùng với sự diễn của tất cả anh em trong ban nhạc Sắc Màu sẽ gửi tới tất cả quý vị một tràng vỗ tay thật lớn của tất cả quý vị, chào mừng sự diễn của saxophone Mạnh Triều cùng với anh em trong ban nhạc Sắc Màu. Thank you.
xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều. Một chào thân thân nữa nữa. Xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều với những chào mừng thân thật tuyệt vời thân an của quý vị. Dành tặng cho sắc sắc phân bài chiều cùng với sự kết hợp thật tuyệt vời thật hoàn hảo của anh em trong ban nhạc Sắc Màu với một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Hữu Tâm, ca khúc Vùng Trời Bình Yên. Và kính thưa quý vị, để rồi cây câu khúc Mấy Nảy Cành Xanh Lá, Nước Có Nguồn Mới Biển Cả Sông Sâu. Và giờ đây ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu văn đồng nhiệt chào mừng lên sân khấu sự diện của bác trưởng phái đoàn đại biểu của gia đình nhà gái sẽ chính thức có đôi lời phát biểu kiến giao dâu, cũng như để cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, thiện tình, trọng thị và đầy ấm áp tại khán phòng cưới của gia đình nhà trai. Trân trọng thiệu và kính mời bác. Các cô, các ông, các bà, kính thưa bạn bè của hai gia đình và của hai cháu. Qua một thời gian tìm hiểu và được sự giúp đỡ của đôi bên gia đình, sự nhất trí của chính quyền địa phương, hôm nay hai gia đình tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Tôi đại diện cho đoàn đại biểu họ nhà gái ở xã Đông Trung xin gửi tới quý vị đại biểu, các cụ, các ông, các bà và toàn thể hội hôn lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các cụ, kính thưa hội hôn, Đông Trung và Đông Trà thì cũng không xa xôi là mấy, nhưng mà cái ngày hôm nay là hai con đã nối hai nhà bên nhau. Chúng tôi đặt một niềm tin vào gia đình và các cụ, công, các bà bên nhà trai. Chúng tôi xin gửi gắm cháu Quỳnh về làm dâu con trong gia đình và họ hàng khu xóm của chúng ta nơi đây. Và cũng xin chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc, công tác thành đạt. Xin cảm ơn ban tổ chức, xin cảm ơn các cụ, công, các bà bên họ nhà trai đã đón tiếp chúng tôi rất nồng nhiệt. Xin trân trọng cảm ơn. Trân trọng cảm ơn rất là nhiều với sự diễn quý báu của bác trưởng phái đoàn đại biểu của gia đình nhà gái đã vừa có đôi lời phát biểu ý kiến giao dâu, cũng như lời phát biểu ý kiến rất là chân tình, mộc mạc, ngắn gọn và đầy sâu sắc của bác dành tặng và cảm ơn rất là nhiều với sự đón tiếp đồng hậu, tiện tình, trọng thị và rất là ấm áp tại khán phòng cưới của gia đình nhà trai. Một lần xin được cả kính chúc bác cùng gia đình, đặc biệt là phái đoàn của gia đình nhà gái lời kính chúc sức khỏe và lời cảm ơn ân tình nhất. Và giờ này ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và lần nữa chào mừng lên sân khấu sự diện của bác trưởng phái đoàn đại biểu của gia đình nhà trai sẽ có đôi lời phát kiến đáp lời thông gia, cũng như để cảm ơn sự diện của quý vị hiện diện và có mặt tại không gian tiệc cưới của gia đình. Xin được trân trọng thiệu và kính mời bác. Quý cô ông, quý cô bà, cũng như quý ông bà, cũng như quý chú bác và họ hàng nội ngoại xa gần của hai gia đình của hai cháu, cũng là cháu Quốc và cháu Quỳnh, hai cháu đã yêu nhau, đã lâu và hôm nay đã chính thức liên duyên chồng vợ. Tôi, trưởng đoàn họ nhà trai, thay mặt cho gia đình xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của quý vị tân khách đã về đây chung vui với hai gia đình dự lễ thành hôn và chúc phúc cho hai cháu. Và xin chân thành cảm ơn họ nhà gái đã trao và cô râu rất là tuyệt vời cho gia đình họ nhà trai chúng tôi. Hôm nay đúng là ngày lành tháng tốt, được sự nhất trí của hai gia đình họ trai cũng như họ gái và được sự cho phép của chính quyền địa phương hai xã Đông Trà và Đông Trung. Hôm nay hai gia đình ông Ngự bà Thanh cũng như ông Thuyên bà Hà long trọng tổ chức buổi lễ thành hôn hai cháu Quốc và Quỳnh. Hôm nay đây, thưa quý vị tân khách, hai cháu Quốc và cháu Quỳnh đã chính thức lên chuyên nhồng vợ và rất mong sự quan tâm nhiều hơn nữa của tất cả quý vị để các cháu luôn là dâu hiền dạy thảo. Hôm nay đây thì nhân ngày lễ, ngày vui của hai cháu, bác thay mặt cho gia đình xin chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc. Với sự diện của bác trưởng phái đoàn đại biểu của gia đình nhà trai đã thay mặt cho đôi bên đời ngoài của gia đình, cũng như là vâng bố mẹ của chú rể, gửi tới toàn thể quý vị với những lời cảm ơn ân tình nhất, cũng như sự diện của đoàn đại biểu gia đình nhà gái thân yêu. Xin được kính chúc bác cùng với gia đình một mùa xuân mới, một năm mới, gia đình luôn bình an, vạn sự như ý, đắc tài, đắc lộc, đắc công danh,
Để sự niềm vui con cháu, niềm vui chung, nội ngoại hai bên thỏa tấm lòng, cô dì, chú bác đều mong đợi cho mẹ hai bên thế nồng. Và kính thưa quý vị, để đáp lại tấm ân tình của quý vị, dành những tình cảm yêu thương, đặc biệt là gác lại những giấc nghỉ trưa thời quý báu, trở về dự trọn vẹn tiệc nước tiệc trà trong buổi chiều nay, không biết nói gì hết, chúng biết trân trọng gửi tới quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời cảm ơn ân tình nhất. Và ngay sau đây xin mời tới quý vị sẽ chào mừng sân khấu sự quay trở lại của nữ ca sĩ Hoàng Anh. Đưa quý vị trở về với một ca khúc rất là tuyệt vời, một sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến, ca khúc Tình Yêu Không Lời, sẽ gửi tặng và chúc phúc cho các bạn trẻ trong buổi chiều nay. Một chào mừng tất cả đến với quý vị ạ. Chưa dám hôn nhau, chưa ngồi sát lại, mà sao hơi thở như là của nhau. Chưa nói yêu nhau, chưa lời thổ lộ, mà sao đến ra giờ về gần nhau. Chưa dám cho tay sự quay trở lại thật tuyệt vời của nữ ca sĩ Hoàng Anh, và xin được cảm ơn rất nhiều với những tràng pháo tay thật tuyệt vời của quý vị. Nhà gái, gia đình, nhà trai còn rất là nhiều những công việc bể bộn bận mải của những ngày đầu xuân năm mới. Giờ này ngước lên trời đã về chiều, quan viên tám họ cùng là chia tay lưu luyến người về em ở bên chồng em vui. Chương trình đại lễ thành hôn của tuổi bạn trẻ Bảo Quốc cùng với Ngọc Quỳnh đến đây đã thành công tốt đẹp. Không biết nói gì hết, chỉ biết trân trọng gửi đến quý vị lời kính chúc sức khỏe một mùa xuân mới, một năm mới vạn sự như ý. Chúc cho em trăm năm hạnh phúc, chọn nghĩa phu thề. Một lần xin trọng cảm ơn và cảm ơn rất nhiều. Anh sẽ yêu em đến trọn cuộc đời, cuộc tình đầu tiên anh dành cho em. Từ lúc đôi ta đi học cùng trường, mộng mơ che vở học trò, kỷ niệm còn đó tên em. Em nhớ không em lần hẹn hò, lần nào bên nhau như hình với bóng, tay ấm trong tay em luôn bảo rằng dù cho núi lời nói mòn, tình ta sẽ chẳng đổi. Chiều nay phương xa lòng nhớ về em, nhớ làn môi ấm em chào những lần hai đứa gần nhau. Người ơi xa nhau đừng quên ước thề, mai đây rồi anh sẽ về, thỏa lòng chúng mình mong nhớ. Mình về bên nhau tình say ngất trời, anh sẽ yêu em đến trọn cuộc đời, cuộc tình đầu tiên sẽ là mãi mãi, ta sẽ bên nhau say mộng.